Thầy kiểu Vì gì? Từ nhà tính tính cái công thức này này, cái công thức mà t trừ 2 này là trước khi mà không bén t bén 4, thì bây giờ nếu mà cộng thêm một, anh tưởng tượng cộng thêm một vào giữa này này, vào lõi này nhá, thế thì nó sẽ là trừ một chỉ bé hơn một t nhỏ bé hơn hơn ba, t nhỏ hơn nhỏ hơn ba, trừ một nhỏ hơn t hoặc là nhỏ nó bằng đi không sao cả, bằng cũng đúng, thì dấu à chết, là cộng thêm chứ. Đây là kết quả cuối cùng thì ta mới viết thành như thế này. Còn chỗ này là kết quả làm gì có này, bằng một kết quả thôi. Cộng thêm này. Bây giờ cộng thêm a cộng 1 trên 2 này. Cộng thêm a cộng 1 trên 2 nhân zt trừ 1 nhân với zt trừ 1 đó là 2, vẫn là 2 này. Trừ đi chỉ tuyệt đối của nào. T trừ 2, bây giờ T trừ 1 tức là T trừ 3. T trừ 3. Đấy, khi trừ 1 là T bén 3. Đây là phép tính đúng. Bây giờ chúng ta sẽ viết rõ ra nó như thế nào. Viết rõ. Và cái giá trị tuyệt đối này ra. Và bằng 0 với ZT khác. Không với z để khác. Tốt nhất là cứ vẽ nó ra thì sẽ dễ thấy. Bây giờ vẽ cái hàm này đã nhá. 2 trừ đi chỉ tuyệt đối của t trừ 2 này. Lấy cái đồ thị ra này. T đi. Cái đồ thị này nó có dạng gì nhỉ? 2 trừ đi một số. Số này thì nó luôn dương. Cho nên là nó sẽ là cái đồ thị đi xuống về hai phía. Đó. Đi xuống về hai phía. Và cái đỉnh của nó sẽ tại cái vị trí là t bằng 2. Yeah. Đỉnh sẽ tại vị trí t bằng 2. Tại vì lệch ra khỏi 2 thì cái này nó sẽ lớn hơn 0 và 2 trừ đi một số đó nó sẽ giảm. Lớn nhất là bằng 2 tại vị trí t bằng 2. Đây. Nha, vị trí này đỉnh nó tận ở đây. Rồi bây giờ đi về hai phía thì sao? Đi về phía này thì độ dốc của nó là trừ một, đúng không? Đã đi về phía này thì t lớn hơn 2 nhưng phá dấu trị tuyệt đối ra nó là t trừ 2 nên độ dốc nó sẽ là trừ một. Độ dốc là trừ một thì chắc chắn là đâm xuống theo độ dốc của trừ một. Đây là hai này. Như vậy là nó phải xuống hai đơn vị đi đi sang hai, để tôi xóa cái này đã, nhìn cái đường này hơi vô duyên. Đó lại cái đường này nó thẳng. Đây nhá, đây là hai này, đây là một, đây là hai, đây là ba. Đấy, nếu độ dốc là trừ một thì đến tận bốn nó mới đâm xuống không cơ. Nhá, tiếp tục đi đi như thế. À, nó chỉ không đến bốn thôi. À, chúng ta vẽ hơi dài. Đây, 0 đến 4. Còn nửa bên này thì cũng thế nhá. Sang nửa bên này. Sang sang cái nửa bên này này. Thì cái này là bé hơn. Bé hơn 0 đúng không? Nên là dốc cộng. Được gọi là dốc lên. Dốc lên thì đây. Đây là đường dốc lên này. Đó, đây là đường dốc lên. Thế là tôi vẽ theo kiểu theo đại nào thích vẽ chính xác nha, phá dấu trị tuyệt đối ra.
trong khoảng từ 0 đến 4 này thì sẽ stack theo một khoảng từ 0 đến 2, thì cái chỉ tuyệt đối của cái này là nó bằng 2 chữ T. 2 chữ T cho nên là một thì nó là gì, 2 trừ đi 2 lại trừ đi T, như vậy là 2 trừ 2 bằng 0 cộng T, đúng không? Thì rõ ràng đi lên với đi qua góc tọa độ và đồ thị của nó là dương T. Xong trong khoảng từ 2 đến 4 thì nó là T trừ 2, cho nên 2 trừ T trừ 2 là 4 trừ T, 4 trừ T đâu có như này. Đấy, thế còn vẽ nhanh vừa rồi, lý luận vẽ nhanh kiểu. Thế bây giờ nào, ZT cộng 1 lệch sang bên phải hay bên trái nào? ZT cộng 1 thì lệch sang bên nào? Sang bên trái. Đúng rồi, lệch sang trái. Trục này là trục T, cho nên là cộng 1 lệch sang trái. Còn trục mà là trục trừ T, giống như là chúng ta biến đổi đồ thị khi khi mà tính tích chập ấy, thì nếu cộng thêm thì là lệch sang phải. Còn đây là số dương cộng thêm lệch sang trái. Lệch sang trái thì mấy đơn vị nhỉ? Một đơn vị. Một đơn vị thì đỉnh của nó đang ở hai bên, đỉnh của nó sẽ ở ở một cái đôi khác. Đấy, nó sẽ như thế này. Không, từ 1 cho đến được chưa? Và cái này nó gọi là 2 lần ZT cộng 1. Ồ, nhân 2. Nhân 2 thì chúng ta phải cho nó cao lên gấp đôi. Đúng không? Cao gấp đôi. Cao từ đây cơ. Đó, làm ra này đi. Rồi cái này là ZT trừ 1 lệch sang bên phải, đúng không? Lệch sang bên phải. Thì A cộng 1 thì đặt thật thành cái để nguyên A cộng 1 biết A cộng 1 để nguyên như thế. Lệch sang phải 1 là đỉnh mới sẽ là mới ở 3. Đỉnh mới ở 3 nhá. Chọn cái màu tím này. Đỉnh mới ở 3. Bây giờ cái độ cao chỗ này thì không là là chưa biết nha, tùy theo A. Tôi vẽ Google như đây. Mình mới ở ở 3 nhưng mà chắc chắn là sẽ đi qua 1 và đi tới 5. Ừ, cái vẽ lệch rồi. Đỉnh ở 3 nó thu chẳng. À, đi qua 1 này. À, đi tới 5. Chưa? Thì là dùng một cái màu các thật đậm để thể hiện đồ thị của cái hàm x chấm z như sau. Trước đó bằng không, đúng không? Trong khoảng này bằng cái hàm này. Trong khoảng từ 1 đến 3 thì anh thấy là gì? Nó có hai đường cộng với nhau. Đó. Chỗ này thì vẫn là đường trước cộng với không rồi. Nhưng mà từ 1 đến 3 này, cái đường này cũng có, đường này cũng có. Như vậy tổng của hai đường thẳng, à, tổng của hai đoạn thẳng thì là sẽ là một đoạn thẳng chắc chắn luôn. Một đoạn thẳng thì cần xác định hai điểm đầu và điểm cuối thôi. Điểm đầu chỗ này cộng với không là điểm này, điểm cuối là chỗ này cộng với không. Không, tình cờ, thực ra đây là không phải là tình cờ đâu. Điểm cuối thì chỗ này có, điểm này có không, cho nên xác định điểm cuối đây, điểm cuối đây. Xong đến đoạn này thì lại chỉ có cái hàm phía sau thôi, không có hàm phía trước. Cái hàm phía trước bằng không mất rồi. Đây. Để tiếp tục đi đến đây. Chưa? Thế thì chúng ta sẽ viết được. Đây, đến đây sẽ viết được cụ thể của cái chữ nhân dân bằng cái gì nhá. Viết được xuống đây để nào, bằng này bắt đầu viết ra này. Hoặc này vuông nào, điều kiện thứ nhất là bén không, đó là khi à, thôi cái này tôi gọi là tên khác đi, là viết trước đi, cái nào ăn được điểm ngay viết ngay. Hoặc có tên lớn hơn hơn mấy nào, tên lớn mấy ở đây, các anh định biết, tôi định biết là tên lớn mấy ở đây không? Bằng không
Nào, cái T bé không hoặc T lớn mấy? Lớn lắm. Đúng rồi, lớn năm. Anh này hiểu bài, anh khác không hiểu gì. Ừ, rồi. Ta có một vùng là hai vùng, ba vùng, bốn vùng, bốn vùng ở đây. Nó cứ có cái nhọn nhọn đi theo. Rồi. À, bây giờ đến cái chỗ giữa từ không cho đến rồi, từ không cho đến một thì nó sẽ bằng gì, phương trình của nó là gì này, dốc lên với độ dốc là một nhá, dốc lên nó, kiểu gì nó cũng có cộng t cả. Nhưng mà lại xuất phát từ âm một, mà xuất phát từ âm một thì nó phải là trừ đi một, là độ dốc là một, rồi xuất phát từ âm một như vậy là cộng thêm một chứ nhầm, trừ đi cái điểm xuất phát mà, t trừ đi cái điểm xuất phát. When không bé bằng t bé hơn một, rồi chúng ta đến cái đoạn này, đến cái đoạn thứ hai này. À, đoạn thứ ba, đoạn thứ ba đó là cái đoạn mà đi một bé nó bằng t, bé hơn ba nào, hào lúc này bằng gì, lúc này bằng tổng hai hai đường nhé, một đường thì là dốc lên với độ dốc là một, rồi một đường là dốc lên, cái nhìn rõ ràng là ở đâu, thằng này dốc xuống ấy. À, thằng này dốc xuống với độ dốc là một này, thằng này dốc lên với độ dốc là mấy, anh nào có biết là dốc lên với độ dốc là mấy không, đây này hàm của nó là a cộng một trên hai nhân với cái này, nên chắc chắn là sẽ dốc lên với độ dốc là a cộng 1 trên 2 như sao. Rồi a cộng 1 trên 2 trừ đi một thằng dốc lên với độ dốc xuống với độ dốc là 1, rồi là a cộng 1 trên 2 rồi trừ đi 1 nhá, a cộng 1 trên 2 rồi trừ đi 1 tức là a trừ 1 trên 2 trừ 1 trên 2, đây mới ra được cái hệ số của t thôi. Thế còn t trừ đi cái gì nào, t phải trừ đi cái điểm mà cái đường đó cắt với trục hoành, đây là điểm nào, anh nhìn xem nó cái điểm nào kéo dài này ra đẩy ai chả được, có hơi khó hình dung, điểm này hơi khó hình dung, thế thì chúng ta sẽ viết đồ thị kiểu khác nào, vẫn biết hệ số góc, hệ số góc cái chương trình này là biết hệ số góc này, rồi biết điểm đầu này, nhá, biết điểm đầu vẫn biết được, như vậy ta sẽ có là hàm số tại điểm đầu là bằng, đây là mấy đấy nhỉ, 4 cộng với hệ số góc nhân với biến thiên của khối số là t trừ mấy, độ dốc lên t trừ đi t thì là t trừ 1. Được chưa? Đến đây là cái một cách thứ hai để viết phương trình đường thẳng. Cái biết điểm đầu và viết hệ số góc. Đúng không? Đặt khó là bằng điểm đầu này, tức là biết cái điểm xuất phát giống như là biết cái điểm xuất phát nhá. Sau đó cứ mỗi giờ tôi lại đi được bao nhiêu cây số thì chính bằng là cái tốc độ nhân với thời gian mà tôi đi, đúng không? Thì thời gian tôi đi thì bằng là thời gian kể từ đó là tại thời điểm cuối cùng này trừ đi thời điểm bắt đầu, như vậy nó sẽ là t trừ đi một.
Hồi nhân với vận tốc này cộng với vị trí ban đầu cũng được, đúng không? Đúng một cách. Chứ nếu mà dễ hơn thì là a trừ 1 trên 2 nhân với cái t trừ đi cái giao điểm ở đây này. Cái giao điểm này chúng ta chấm vào kéo dài là hơi khó thấy. Còn cái cuối cùng là cái đoạn này. Đoạn này thì đó là khi 3 bé nó bằng t. Cái dấu bằng là các anh đặt ở đâu cũng được nhỉ? Đặt ở một, đặt ở các đoạn đều được, đoạn nào được. Nhưng mà nhớ đặt một lần thôi. Đặt hai lần thì ví dụ chỗ này anh thấy là gì, t lớn 5 đúng như vậy, chưa có điểm 5. Chỗ này tôi có thể to bằng 5 được. À, bằng 5 ở đây cũng được. Rồi, đi vào cái nam chương trình à, dốc xuống. Vâng, dốc xuống mà lúc này nó chỉ có cái hàm thứ hai thôi. Nên là chắc chắn nó sẽ dốc xuống. Dốc xuống với cái độ dốc đây này. Độ dốc là A 1 trên 2. Cái số của nó là 1 trên 2 mà. Dốc xuống. A cộng 1 trên 2. Nhân với T trừ đi giao điểm. À, giao điểm có. Giao điểm đây là bằng 5. 5. À, dốc xuống. Đây có dấu trừ nữa. Đúng. Yeah. Đủ chưa? Thế là đủ rồi đây. Không còn cái đoạn. Ô thầy ơi, em tưởng là cái chỗ mà x nhân z mà nó nhỏ không nhỉ? Thì phải giá trị từ trừ 1 đến nó nhỏ hơn trừ 1 chưa? Như chỗ không kia là góc, ôi chứ không phải điểm đấy thầy ạ. Ờ à, đúng, chỉ một. Vâng, nó là trừ 1. Biết nhau. Cái thứ hai là thế thầy ạ. Đấy, chỉ một, ờ, à, thế đó. Chỉ một cho đến đến một, đúng không? Không ăn được cái này nhỉ? Đấy, bây giờ anh nhìn nhớ nào sẽ bằng 0 khi bé hơn trừ 1. Khi mà bé hơn trừ 1 hoặc là tôi đang ôn lại như vòng tí tiếp. À, khi bé hơn trừ 1 hoặc là lớn 5 nó bằng 0 này, bằng t cộng 1, bằng t cộng 1 là kiểm tra lại nha, đúng không nhá? Khi t bằng trừ 1 cộng là 1 bằng 0, chính xác. Khi t bằng 0 thì nó bằng 1. Đó, không đúng, đây bằng 2 cơ mà. À, đây có hệ số 2 chúng ta không nhân vào rồi là phải 2 lần t cộng 1. 2 lần t cộng 1. Để số góc là 2 và đi qua điểm trừ 1. 2 lần t. Được chưa? Được cái đường này. Đoạn này thì hệ số góc bằng một thằng đi đi lên với độ dốc là a trên 2, thằng đi xuống. Ôi giời, chúng ta sai cả rồi. Sai nhiều luôn chứ không phải sai ít. 2ZT mà, đây là 2. Vậy chỗ này là phải trừ 2 vào đây. Đây. Trừ 2. Mà đâu, 2 lần rồi. Thì đây là 4 chứ. 4 trừ 2 lần cộng 3 là T rồi. Với nhau ở đây. Đây đi lên này với độ dốc là a cộng 1 trên 2 thì đi xuống với độ dốc là 2 là 1 nhỉ? Sang 2
xuống 4 độ dốc là 2. Thế thì số này nó phải là a cộng 1 trên 2 rồi trừ đi 2. Thế thì nó là a trừ mấy? A trừ a cộng 1 phải trừ đi 2, a cộng 1 trừ 4 trừ 3. Đấy, a trừ 3 trên 2. A trừ 3 trên 2 nhá. Hệ số góc này, rồi đi qua điểm đầu tiên thì vẫn là 4. Ok, vẫn cộng 4 ở đây. Gốc của nó là 1, thì trừ 1 xác. Tiếp theo đến đoạn này, độ dốc là a trừ a trên 2, đúng. Đúng rồi. Nhân với điểm là t chỉ 5. Được chưa? Có ai phát hiện ra cái lỗi 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 lầm nào nữa không? Thế thì khi mà đi thi nhé, tôi khuyên các anh là vẽ cái hình này trước rồi viết cái biểu thức này sau thì nó sẽ đỡ nhầm. Còn nếu mà từ cái biểu thức này mà bảo các anh phá dấu trị tuyệt đối ra chắc là nhiều anh còn không làm được. Phương trình dấu trị tuyệt đối dành cho học sinh lớp 10 thế sao nhỉ? Đó cũng lâu quá, nhiều anh không nhớ làm như thế nào. Dấu trị tuyệt đối kẻ cái bảng ấy, tức là người ta lập một cái bảng xét dấu của từng cái trị tuyệt đối này này, xong rồi đặt cho t chạy trong cái khoảng đấy, xong từng khoảng đấy thì cái này nó sẽ như thế nào, cái này sẽ như thế nào, xong rồi tổng lại đi tổng lại đấy, thì nó cuối cùng nó cũng ra cái này thôi. Mày sao anh phần đấy sinh sẽ quên, thường là nó quên không nhớ được. Cứ vẽ cái này ra, vẽ này ra thì sẽ không nhầm. Vẽ này ra và anh nhớ là nên lấy cái trục y và trục x cùng, tức là cùng đơn vị nhé, cùng đơn vị để cái độ dốc của nó là 2 thì thấy ngay là 2 và 1 thì thấy ngay là 1 chứ. Mà nãy tôi lấy này nó không lệch nhau quá, tức là 2 thấy 2 của trục y này và 1 của trục x này thành nó không hơn nhau nhiều nên là biết phương trình thì mới nhầm. Ở đây đây số góc là 1 thì từ đó nó là số góc là 2. Mình nhầm. Đấy, thì các anh sẽ vẽ hàm z ra này. Xong rồi vẽ những cái hàm z sau khi nhân với sau khi chập với sum sau khi chập với sum thì nó sẽ lệch trái này, hoặc là lệch phải này, và nó sẽ được tăng lên bao nhiêu lần tùy theo cái hệ số phía trước của cái hàm sum á, nó sẽ cao lên. Cái anh cứ lấy lệch này sang thôi, tưởng tượng lệch cái đáy của nó vẫn vẫn là lệch nhưng đỉnh nó sẽ được cao lên nối sang nhá. Cái này thế, cái đỉnh nó cao lên nối sang. Đấy, sau khi nối sang được thì lấy tổng nó kiểu nhọc thôi, không cộng không chẳng có gì, không cộng với, tức là anh sẽ chạy chạy cái đường này cho đến hết khi nào chưa gặp cái đường thứ hai. Nhưng giả cái giả sử trong tình huống cái đường thứ hai nó lấn sang này một tí này, lấn sang một tí thì cách làm nó khác một chút nha. Giả sử có tình huống đường số 2 nó lấn sang đây, thì lấy cái nét nhỏ thôi. Đang đây. Đó, thì cái phía này nó rộng ra hơn tí nhá. Với xuống mà. Đấy là sự đường sao một lần trong đấy. Thì anh sẽ cộng từng đoạn nó như thế nào. Đầu tiên vẫn là từ đến đây này. Sau tiếp theo chỉ đến đây thôi. Nhé, đoạn tiếp theo chỉ cộng đến đây thôi. Là cái điểm bắt đầu của cái đường thứ hai. Sau đó đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này anh sẽ xử lý theo kiểu là tổng của hai đoạn thẳng. Tổng của hai đoạn thẳng. À không, đến đoạn này thôi chứ. Nhầm. Xóa hết những cái xong nhá. Theo cái cộng, tức là các anh cộng làm sao cho trên cái đoạn mà các anh cộng phương trình của hai cái đường này nó không thay đổi. Trên đoạn này đường này trước đây nó không thay đổi. Không, đường này cũng không thay đổi. Cho nên là tiếp tục chúng ta sẽ cộng tiếp đến đâu nhỉ? Đường này cộng với
đường này thì nó sẽ lên đâu? Đó, lên phía trên một chút. Có, nên tại đây nhá là vị trí này cộng với không thì là chính nó đúng không? Nhưng tại đây này là 4 cộng với chỗ này nó phải lên 5. Đó, lên cái đường mới đây. Không đến đây không đi tiếp nữa. Bởi vì sang phía bên này cái đường này nó lại thay đổi công thức thành thành đường đường thẳng lao xuống, nó không còn lao lên nữa nên là cái công thức của nó đã thay đổi. Nhưng sang phía bên này thì cái đường này nó có thay đổi không? Nó vẫn là một đường đi lên. Đó, nó vẫn là một đường đi lên cho nên là tôi lại được phép cộng tiếp từ đây đến đây. Thì chỗ này cộng với đường này vẫn thế. Chỗ cuối này cộng với đường này ra đây nên ra cái hình kiến. Đến đây là cái đoạn cuối này. Rồi tiếp theo thì cái đường kia bằng không rồi nhưng đường này nó có thể lao xuống không? Đấy, thì cái nghiệm mới, trường hợp mới nó sẽ như thế này. Nhìn đây nữa, nhìn đây nữa. Tôi tiếp tục đi sang đây. Nhá. Nếu mà nó lấn nhau một chút ấy, thì anh phải tách anh thế. Từng đoạn một cả hai đường nó không thay đổi công thức chưa, xong rồi cũng viết ra thành cái bảng này chưa, hoặc là anh nào mà thấy rốt về hình học không thích là không làm được kiểu này đây thì tôi dạy các anh cách phá dấu chỉ tuyệt đối mà người ta dạy cho học sinh cấp 2 đây này, học sinh giỏi cấp 2, học sinh bình thường cấp 3. Mình sẽ làm như sau đây, câu khác này, bắt từ đây nha. À, chào bạn. Nhìn này phải thống chỗ khác này được hướng nha. Cờ đi rồi. Chắc là không dẫn mình nhé. À, chúng ta sẽ kẻ một cái bảng. Kẻ một cái bảng. Trong đó sẽ có giá trị của trị tuyệt đối và giá trị của x chấm z. Kẻ một cái bảng. Sửa cái bảng ở đây. Trục dọc thì có mấy cá nhân một. Vậy thì sau cho đến một này là có một chuyển tiếp này, cho đến một một cho đến ba ba nữa không được, nên chỗ này sẽ là trừ vô cùng, trừ vô cùng vào đây minus infinity rồi infinity. Đây là trừ vô cùng này. Và đến đây là một. Một từ một. Đây là một rồi thì đây là sẽ là ba. Đó, từ ba cho đến dương infinity phải chào gì chưa này, thế nó sẽ chạy như thế. Thế thì trong quá trình chạy đó thì chúng ta sẽ lần lượt phá dấu trị tuyệt đối của t trừ một và t trừ ba. T-1 này. T-3.
và cuối cùng ta sẽ được công thức của x chấm z. Nhớ là nhân thêm 2 và nhân thêm a cộng 1 vào để sau đó mới cộng nhá. Chấm z. À, trong khoảng từ trừ cuối cùng đến 1, chỉ từ đâu có t trừ 1 nó sẽ bằng gì? 1 trừ t. Đó, bé hơn mà. Trong khoảng từ 1 đến 3 thì cái này lớn hơn 1 rồi, lớn hơn 0 rồi, cho nên chỉ tuyệt đối của nó sẽ bằng t trừ 1. Trong khoảng từ 3 đến dưới vô cùng thì nó vẫn là t trừ 1. Nó bé hơn mà. À, nó lớn hơn, t lớn hơn. Nào, cái còn t trừ 3, trong khoảng này nó sẽ là bằng gì? T trừ 3 thì chỗ t bé 1 chắc chắn là trừ 3 sẽ bé 0 rồi. Nó sẽ được là 3 trừ t. Đến đây, đến chỗ này vẫn bé 3. Gọi là 3 trừ t. Sang đến đây thì mới là t trừ 3. Được chưa? À, cẩn thận lại thêm một cái dòng nữa. Có cái này vào nhỉ? Rồi với cậu nhỉ? Không đi. Thanh niên thì... Đầu óc không biết để làm cái gì. À, thì thêm cho 2 dòng nữa. Ra ngoài tôi sẽ viết là 4 trừ đi 2t trừ 1. À, 4 trừ đi 2 thì chỉ có t trừ 1. 4 trừ đi 2 nhân chỉ tuyệt đối. Ồ, t này. 4 trừ đi 2 chỉ tuyệt đối. T trừ 1. Còn dòng này tôi... Đây, ta lấy cái phần trước này. Xong rồi lấy cái phần sau. Phần sau đó là copy xuống cho nó. Đấy, thêm một bước nữa tính cái này rồi cuối cùng ta mới cộng lại. Nào. Như vậy là 4 lần 2 t trừ 1 sẽ bằng gì? 4 trừ 2 cái này sẽ bằng gì? Nhầm đi. Hay nhân với gì? Đúng không? 1 chữ t đây mà. Tôi tính cho 1 chữ t này. Nhân 2 vào. 4 chữ 2 1 chữ t. Còn này nó sẽ là 4 trừ đi 2 nhân với t trừ 1. Này thế. 4 trừ đi 2 nhân với t trừ 1. Rồi đến cái này. Cái này thì nó sẽ là a cộng bây sửa này. Cái này nó là 3 trừ t. Đúng không? Thế tôi phải thay chỉ tuyệt đối đấy, nó 3 trừ t. Trừ đi 3 trừ t. Tức là trừ đi 3 cộng t nếu mà đã bằng. Được chưa? Cái này thế, nó vẫn là 3 trừ t mà. Như vậy cái chỗ chỉ tuyệt đối này tôi phải thay bằng 3 trừ t. Trừ đi 3 trừ t tức là trừ đi 3 một cộng t trừ ba nên là trừ đi t trừ ba, trừ đi t trừ ba tức là trừ đi t rồi cộng với ba, được chưa? Bây giờ tôi cộng trên dưới với nhau, chấp test bằng cái này cộng cái này mà trên dưới với nhau nhá, thì cái khoảng từ trừ cuối cùng cho đến một nó sẽ bằng gì? Nhầm thế nào? 4 trừ 2 bằng 2 này. 2 cộng 2t không có gì nhỉ, cô này à, quên mất thằng này, quên mất cái điều kiện trừ 1 và 3, chúng ta lại có một khoảng trừ 1 ở đây nữa. Thêm một cột vào đây có một thằng trừ một nữa, như vậy đây là trừ vô cùng.
Để tôi đây chỉ một nữa. Dòng sao này nữa nhất từ trừ một cho đến một thì cái này vẫn đúng rồi nhá, này đúng rồi. Nhưng mà trước cái trừ một này đi, trước cái trừ một này thì cái x chấm z này nó bằng không, tại vì cái công thức này nó chỉ trong khoảng từ trừ một đến ba thôi, cho nên là cái này chắc chắn là bằng không. Ở trong cái khoảng này này, cái t trừ một lúc này nó không xét cái chuyện t trừ một mà cái này bằng bao nhiêu nữa, cho nên là cái này bằng không. Giờ chỉ có mỗi từ trừ một cho đến một, sau một cho đến đến ba đấy nhỉ. Làm này nha, tạm hơn đây có một con năm nữa. Năm nữa này, đặt thêm một cột nữa để dành cho thằng số 5. Nhưng trường cách này là không ổn. Cảm ơn các bạn. Xong đây. Cái năm đây là đấy, có năm từ năm trở đi không có gì. Không này còn cái đoạn nữa này cộng lại à, cộng lại làm cái gì đây, ủa cái trừ làm cái này không ổn các bạn, cái này tạm làm cái này tôi còn thấy nó nhầm đấy, ai làm nhầm là sẽ tôi tạm thời bạn nói đi đã, khi nào rảnh thì làm tiếp có nếu mà không được ẩn hay đi kiểu gì nhỉ, có nhau biết ẩn ẩn cái này đi không? Có nhỉ, mà có thời gian làm tiếp, còn bây giờ tôi cho rằng cái cách tối ưu ấy là cứ vẽ ra nhá, vẽ ra sau đó mới viết công thức, viết cái này anh cứ vẽ ra nhá, bọn cháu viết sau khi làm vào bài thi thì anh sẽ viết trước vẽ hình sau. Thể hiện là nhầm trước. Cái cách này tôi thấy là dối quá, không có gì.
Tại vì chúng ta không, cái đơn thuần chúng ta không phải là chỉ giá trị tuyệt đối đâu, mà tại vì cái hàm này nó lại chỉ tồn tại trong một khoảng này, không những chỉ tuyệt đối mà nó lại còn có những cái đỗ bằng không nữa, nên là lúc phá này không phải là 1/3 nữa, mà còn phải trừ 1/5, không nên nào cái này không khả thi, dễ nhầm lẫn. Chưa, có ai có gì chưa rõ nhỉ? Coi lại cái này nhá. Nhìn này phức tạp, trong tình huống mà nó gãy đan vào nhau. Còn hình mà trước đó là cái hình của cái bài này, kết quả bài này. Đây, hình này. Các anh ghi vào đây xem là có gì chưa hiểu thì hỏi và luôn. Không gì thì giải lao thì đã nhé.
Alo. Alo, nghe thấy không alo. Mất tích hết rồi. Có. Rồi, bây giờ tóm lại chúng ta xem là trình bày như thế nào cho nó vừa chặt chẽ mà vừa sai lầm đây nhá. Bây giờ ta có là tính này, có lẽ là chúng ta không nên viết ra đến bước này, không nên thì dừng ở cái chỗ đây thôi thì đúng rồi. Chứ ra đến đây chúng ta có vấn đề đấy, tại vì cái điều kiện này là điều kiện cho cái chỉ từ đối với này, nhưng thế còn cái điều kiện của chỉ từ với này thì lại khác. Đó. Nhá, điều kiện của chữ thứ tư nơi này nó không bén t bé hơn 4, nhưng mà lúc này ta thay t bằng t trừ 1 mình lại thành là 1 bén t bén 5. Nhá, cái điều kiện của này là 1 1 bén t bén 5, còn cái này nó là 1 bén t trừ 1 bén t bén 3. Thế nên ghép chung vào một tổng thì viết điều kiện rất là khó. Nên tốt nhất là đừng viết ra nữa. Nhà đừng có việc làm. Chúng ta sẽ viết đến đây cho chặt chẽ này, ngắn này. Sau đó các anh vẽ hình. Nhà vẽ hình xong. Vẽ hình xong thì mới đưa ra công thức này. Cái là nháp ấy. Nói cho bằng cái này. Anh sẽ vẽ ra nháp. Thấy chuẩn đã, bắt đầu mình viết code ra vào đây. Viết xong thì vẽ hình trở lại bài thi. Nếu bài thi yêu cầu vẽ hình thì phải vẽ, còn nếu không yêu cầu vẽ thôi không bắt vẽ. Tính là vẽ à, đây có vẽ, tính là vẽ đấy nhá. Là anh viết đến đây biết được không, biết được gì. Sau đó vẽ ra nháp hoặc là vẽ luôn xuống dưới nếu mà tự tin. Tự tin là mình làm mừng. Nhờ vẽ ra nháp, vẽ ra nháp, nhập các kiểu chuẩn rồi. Rồi viết kết quả vào đây. Viết kết quả vào đây. Sau đó vẽ cái hình chuẩn vào. Yeah. Như vậy là trình bày nó cũng chỉ có mấy ít thôi mà, mấy dòng thôi. Đây vẽ ra nháp xong, nhập A chỗ này vẽ. Đây không, đây không được rồi. Ok, đoạn này dốc bao nhiêu đi qua đâu được luôn. Đoạn này dốc bao nhiêu đi qua đâu được. Đoạn này dốc bao nhiêu đi qua đâu. Bài trên này như hôm trước tôi làm thế đâu, tôi cũng viết công thức ra này, sau đó tôi mới sao nó gạch nhau này nhỉ, sau khi tôi viết công thức ra xong tôi mới vẽ xong rồi tôi mới rút ra cái công thức này là cái kết quả này, chứ không nên thay luôn vào đây nhá. Thay luôn đây thì cái điều kiện, hai cái điều kiện là thành ra khác nhau không cộng với nhau. Được chưa? Có ai thắc mắc gì không? Có ai có chỗ nào không hiểu? Đừng để mất điểm. Câu tiếp câu tiếp theo. Câu 4 thì chúng ta làm rồi. Nhắc tìm các hằng số xn sao trong số sắp xỉ với n bằng 2 trong khoảng 0,4 có sai số bình phương tích phân nhỏ nhất. Biết rằng tín hiệu gốc là cái lại là nó phân tích cái tín hiệu gốc này ra thành cái dạng này. Nó phải tìm các hệ số sao cho cái sai số đó nhỏ nhất. Hai tín hiệu cơ bản n bằng 2 bằng 2. Tìm trước tôi đã chưa cái hẳn chưa tổng quát rồi. Đó, là tổng quát rồi. Lấy những cái kết quả đó mà ở trên dạng này. Mình tiếp ra nhá thì viết xem là nó ngắn nhỉ, viết là một cái cụ thể. Này, e bằng
size 2. Tích phân nhỏ nhất sẽ là tích phân trong khoảng khái triển từ 0 đến 1. Nhân F1 là một vòng ngoài. Nhưng mà không phải F1. Và là X1 đến 5. 5. Cộng với X2 nhân với F2 nhân T được bao nhiêu trừ đi hàm gốc 2 B bình sẽ cộng 5 cộng 1 hay là cộng 5 T lại cộng 5 cộng 1 cộng 6 hay cái bình cộng 5 T cộng 1 đó, tích phân cái này vô cùng phân D T T à, cái đúng là phải bình phương lên chứ bình phương sai lệch. Đó, tiếp tục là tích phân của chúng ta đặt ra là này đúng không, đúng tích phân nhá, nhà đầu tích phân này, bên trong có bình phương này, bên trong là có sai lệch này. Biết tiếp ai bằng nào, khai triển ra tôi cứ để tích phân ra ngoài đi nhá, dấu tích phân này tôi cứ để tích phân đã trong khoảng vẫn là từ 0 đến 1 này. Sau đó cái bình phương này tôi dùng hàng thức là a cộng b cộng c tất cả bình thì bằng a bình cộng b bình cộng c bình cộng 2ab cộng 2bc cộng 2ca. Được chưa? Thì a bình đâu? A bình là cái thằng thứ nhất bình phương là x1 bình trên 0,5 bình gọi là x1 bình trên 4. Là x1 bình trên 4 cộng thằng thứ hai bình phương, thằng thứ hai là x2t, cho nên bình phương nó sẽ là x2 bình t bình, t bình, được. Yeah. Đến thằng thứ ba bình phương, thế thì cái thằng thứ ba bình phương này, tôi bảo là không cần viết ra, tại vì nó không ảnh hưởng đến nghiệm bài toán tối ưu, mà thôi, tôi viết ra. Yeah, cứ viết nó ra, tại vì đã cho cái dấu bằng rồi mà nó không viết ra sai, thay vào thôi. Đây, thế bình cộng thế cộng một tất cả bình phương ba thằng đầu bình phương rồi nha, đây là a bình cộng b cộng c bình rồi đó. Để cộng 2ab nào, cộng 2 lần a là thứ nhất, b là thằng thứ hai, gọi là 2 nhân x nhân cộng 7 x 1 nhân 5 nhân 2t thì 2 nhân x 5 là 1, bỏ đi gọi là x1 nhân là x2 nhân t nhân cộng với 2 lần số thứ 2 ac, thằng này như thằng này có dấu trừ nhá, trừ 2 lần 2 nhân 5 thì nó vẫn là hết nên x1 tiếp nhân với cái ngoặc này là 2t bình cộng 5t cộng 1. Rồi, đây là cái thằng và cuối cùng là hai thằng này nhân với nhau, hai lần thằng này nhân thằng này, nghĩa là trừ 2 lần x2t nhân tiếp đến 2t bình dài nhỉ.
cộng 5t cộng 1. Là tất cả cái chỗ này, tất cả cái đống này với là dt. Nếu là không còn bình phương nữa nhá, lúc này không còn bình phương rồi, chúng ta đã bình phương rồi thì mới ra bên trong, lúc này trước đây thì không còn bình phương nữa. Thì đây nó sẽ là tích phân của một tổng, thì chúng ta sẽ tách ra thành tổng các tích phân, chưa, tổng các tích phân trên cùng cái đoạn đó. Trong cái tổng đó chỗ nào là hằng số tôi cho ra ngoài, chỗ nào là biến của tích phân thì tôi để vào trong mà tôi tính. Viết tiếp e bằng này, viết thằng thứ nhất tôi cho ra ngoài, thì đây là hóa ra là hằng số, chỗ này không phụ thuộc t mà, tôi bỏ cái hằng số này ra ngoài, copy cái này lên đỡ phải. Đây nha, đây là cái dòng dưới đây là để nháp nhá. Này, e bằng này đầu tiên là cái thằng copy thằng danh ở đây này. Đấy, được bao nhiêu tích phân? Vẫn là từ 0 cho đến 1. Bên trong là không có gì cả. Đúng không? Thằng số. Để tê luôn. Được một cái. Nào, về đến thằng thứ hai. Cái thằng thứ hai này thì hằng số là gì? X2 bình phương. Còn cái này là tôi có tích phân. Nên nó sẽ là thế này. Phần hằng số tôi lại cho ra ngoài tiếp. X2 bình phương. Bên trong vẫn là từ 0 đến 1 của hàm là T bình. Rồi, thằng thứ ba cho ra ngoài. Thì lúc này thì tất cả đều là thuộc vào cái phần T mà, thì để nguyên thôi, không cho cái gì ra ngoài hết, tức là tổng cho đến một của cái này bình phương vẫn định luôn. Và dt ở đây t bình dt yeah. Đưa tất cả ra khỏi dấu tích phân thôi, xong rồi đưa cái hệ số ra trước cộng với thằng thứ tư. Thằng thứ tư thì x1 nhân x2 là vai trò là x2. Xong rồi cũng đến cái tích phân này thì mình nhanh, nhưng mà đây chỉ còn t. Đó, đây này, một hai t thì tôi bỏ một hai ra ngoài, bên trong là t, dấu tích phân bên ngoài tích phân theo t, rồi cộng với một số dòng đi nhỉ, bên trên đây giải phép này, không không có dòng là từ cộng với này, về đến thằng này bỏ ra ngoài, thằng này bỏ ra ngoài thì là x một đúng không, có dấu trừ thì thầy bỏ dấu trừ ra ngoài, trừ x1 bên trong là này bình phương, à cái này không có bình phương, một bỏ dấu bình phương đây thì được. T. Làm gì nữa, đến đến đây rồi, xong đến đây nữa, cái này làm bây giờ cái này thì lại bỏ bỏ gì, trừ hai, trừ hai x hai ra ngoài, bên trong là cái hàm t nhân 2t bình. Đó, cái này. Được chưa? T là từ bằng được một T như này. T.
rồi xong việc làm việc không cần nữa, xong rồi. Yeah, đến đây hiểu chưa? Mọi thứ đều rất là sáng sủa rõ ràng. Bây giờ chúng ta mới lần lượt tính từng cái con tích phần này. Cái này máy tính mà anh tính nhá. Bấm tính cho nó khỏi sai. Tính tay chẳng sai đấy. Nào, bây giờ tích phân từ 0 đến 1 của DT đọc nhanh được bằng mấy? Tích phân từ 0 đến 1 của DT đọc bằng mấy? Cái đầu tiên này. Bằng một à? Đúng rồi, một thì đấy, một thì khỏi biết. Nó tích phân từ 0 đến 1 của T bình DT. Cái này thì không tính thôi cũng nhớ nó là 1/3. Đây là một cái kết quả mà anh Euler anh ấy tính được khi mà chưa có khái niệm tích phân theo kiểu ngôn hàm mà anh đã tính được rồi. Cho nên là cái kỷ niệm này tôi cũng nhớ cho nên là 1/3. Thôi cái này cái này bình thường, cái này thì không ảnh hưởng gì đến nghiệm của bài toán tối ưu, nhưng mà đã chót viết ra rồi thì tính thôi nhá. Anh vừa cái này tính thế nào, nó không bao nhiêu? Tính thế nào? Bằng 322 phần. Tính chắc chắn chưa? À, cái này bao nhiêu? Cũng là vừa 322 nhỉ? 322 phần 15. À, chính xác. Rồi đến đây. Tích phân từ của T. Một khoảng. Từ 0 đến 1. 1 phần 5. Một phần mấy? Phần 1. 1 đấy chứ. Phần 2 thì phải. Vâng. Phần 2. Chưa cả xem. Trở về tình dòng đây ngắn hơn thì cho lên trên. Còn cái này lại tính tiếp 2 nhân 1/4 Nó vẫn bằng 322 phần 15 thì đâu ạ? không, cái thì anh tính sai rồi, cái kia là bình phương của cái này không ạ? Xong rồi đúng không? Bằng 25 phần 6 rồi ạ. 25 phần 6. Đúng rồi, 25 phần 6. À đâu, bỏ luôn cái phần này chứ. Tất cả cục cái phần này. Đến thằng này. T nhân với cái này. Tám phần ba yeah, thì có thể rút gọn nữa, đây là 2 với cả 2 trừ 2 nhân 8 phần 3 thì anh vào trừ 16 phần 3 đó, 16 phần 3. Bây giờ có là DE chia cho tính tiếp DE chia DX1
Ở đây này mà cần tiêu cong của tiếp cần tiêu cong bây giờ nó còn đề e này bàn theo d của x1 bằng gì đọc thế nào bằng 1/2 1/2 trước 1 cộng với 1/2 x1 nữa. 1/2 trước 2. Cái này đáp theo x1 bằng 0 này. Cái này đáp theo x1 bằng 0 này. Cái này đáp theo x1 lấy 2. Cái này đáp theo x1 là trừ 26/5. Trừ 25/6. Đó, yeah. Cái này không. Để đảo hàng cái đã. Nào, bây giờ ta phải tính tiếp đến DE trên DX2. Đọc đi. Cái này đảo thử ra bằng 0, cái này đảo thử X2. 2/3 X2. 2/3. 2. 2/3 X2 cộng với 1/2 X1. Trừ 16/3. Tiếp theo này, giải hệ phương trình giải chương trình này ta được x1 bằng bằng gì đấy bấm đi đến đây mà anh không làm được thì x1 bằng 7 x2 bằng 4/3 bằng 7. X2 bằng 4/3. 1/3. Đến đây dừng được chưa? Nó hỏi cái gì? Tìm các hàng số ở đây, tìm các hàng số rồi xong. Còn nếu mà nó hỏi là tìm khai triển thì phải viết thêm một câu nữa. Vậy khai triển của hàm gốc XT là 7/1 nhân 0,5 ra cộng 1/3 như cái gì gì đấy. Được chưa? Thế con này người ta bảo là tìm các hàng số thì đấy, ta tìm theo các hàng số rồi. Được chưa? Bài này mà cái nào còn sai thì đấy, tôi đã chữa đến lần thứ mấy này, chữa cả trường hợp tổng quát. Về check lại nha, sau khi chúng ta làm xong này, về check lại, để dở cái này ra, check lại xem là cái kết quả tổng quát. Đúng không? Bên lại đây cũng tiếp tục ra này. Ai vào thôi, đúng này, A bằng gì nhỉ, B bằng gì, C bằng gì. Kiểm tra lại công thức này thì luôn đúng. À, kiểm tra x2 đi. B cộng AT1 cộng T2 trên E. Thì B đây là gì? Đúng quá rồi, không sợ gì. Đây, bài tập tổng quát đây. Kiểm tra lại quả tổng quát này. Đúng không? Nha, nào. Theo đây nha, chúng ta làm này. Bằng bên gì bên B nó là hệ số thứ hai của hàm gốc. Hàm gốc của chúng ta là 5. Đúng không? 5. Cộng với A là hệ số thứ nhất
Cái số của cái bình phương của một góc là 2 nhân với mấy? T1 cộng T2 là hai cái mút của đoạn lấy tích phân từ 0 đến 1. Đó, thì chia cho E. E đi ra cái của nợ gì? E là hệ số thứ nhất của cái tín hiệu cơ sở bậc nhất. Cái tín hiệu cơ sở bậc nhất của chúng ta là tín hiệu F2. Đúng không? Hệ số của nó là 1. Kết quả 5 cộng 2 chia 1 cộng 7. Mình làm sai à? Đó. Đây 2 bằng 7. Đây lại giải tích 1 bằng 7. Thế là nào? Hay là anh kia bấm nhầm à? Anh nhiên kia thì bấm bấm lại rồi. À đúng rồi, em bấm nhầm cái dưới thì đâu, cái dưới em nhìn nhầm 2/3 x 1, em bấm nhầm. Ngược đúng không? X2 là 7. 4 phần 3. Đấy, luôn đúng. Nào bây giờ check cái thằng thứ nhất. Thứ nhất này mới là đáng sợ này. Vâng, nếu còn thời gian thì check thôi. Nhá, tôi không làm sai. Thay vào A. Rồi tôi nhớ rồi. A là cái gì rồi? A là hệ số đầu tiên của thằng quả gốc. Đấu trừ này. Xong A là 2 này. Nhân với E là hệ số của thằng bậc nhất của cái 2 nhân thằng 1 đây. nhân Một không này. bình. Cá nhân không bình thì bỏ đi, không biết nữa. Cái này không nốt này à, may quá đây không nốt này. Đây đến đây mới có. Đây là A 2 2 nhân 1 nhân 1 bình vẫn là 2. rồi, rồi. Câu này cộng với 6 nhân với 2 nhân với F nhân T2. F đâu nhỉ? F là cái gì nhỉ? Đây, F là hệ số bậc nhất của cái hàm cơ sở bậc 1, là hệ số bậc 0. Thì F của chúng ta mới à, chẳng có gì, F bằng 0 Bằng đâu. không nhỉ? À, Không khỏi biết. Đây BF này cũng không có gì khỏi biết. Như vậy là chỉ còn là trừ đi 6CE. C là cái gì? C chắc là hệ số thứ ba của cái này. Của cái thằng hàm hàm gốc nhân 1. E bằng 1 rồi. Đó, chia cho 6DE. 6D đây là không phải là nhân D là cái này đúng không? 5. Nhân với E, E là một tiếp. Nhưng mà cái gì? Trừ đi nhá. 2 trừ đi 6. 2 trừ đi 6 là trừ 4. Trừ 4 chia cho 3. Đúng không? Để trừ 4 phần 3 để có dấu trừ ở ngoài. Kết quả 4 phần 3. Nào có đúng không? Bạn có là đấy đúng rồi, ấy 14/3 chính xác luôn. Đây, đây cái kết quả tổng quát này có rồi, chúng ta làm xong thay thay lại kiểm tra có đúng không. Còn trong tình huống mà không đúng thì sẽ làm thế nào? Với trong ấy các anh giải ra hai con số chả liên quan gì đến hai cái kết quả này thì làm thế nào? À, các thanh niên học có thể đuối nhưng mà chẳng đi thi cử thì phải nhiều mẹo lắm chứ nhỉ. Đừng nghĩ anh học đuối lại thi để
Thì để biết nhiều mẹo là những anh học khá đấy. Đấy, đến hết giờ rồi. Các anh quyết thi online thì offline. Khi đến lúc giáo dục nộp bài mà lại ngồi check lại thấy kết quả khác cả cái kiểm tra này thì làm thế nào? Thì mình ghi được kết quả luôn ra luôn. Đúng rồi, thì ghi luôn hai cái kết quả đúng này, hai cái kết quả mà tính bởi cái công thức tổng quát này như ở đây. Rồi hy vọng rằng cái chỗ này người ta sẽ gặp nhầm lẫn khi chấm, được chưa? Hy vọng. Đó, xin chú ý nhá. Bữa nãy chúng ta đây, đáng tiếc anh kia đây, chúng ta làm tận đây rồi mà còn giải ra nghiệm ngược chả. Thì chú ý điều đó. Đó. Ý. Còn những cái tích phân này này, đừng có làm tay nhá. Bật máy tính, dùng máy tính mà bấm tay thì cái máy tính nhầm vào. Sao nó hẳn đi, cái này đều không chọn. Đây, tập trung tất cả lời giải nó lên thế này. Đọc xem có gì không hiểu. Thế nếu mà người ta hỏi chuỗi khai triển hay gì sao vừa nói à, thì mình viết như nào? Thì phải viết ra nhá. Nếu mà hỏi, người ta hỏi là tìm khai triển của XT theo những cái hàm cơ sở này thì nhá, nếu mà trả lời là chuỗi khai triển, giả sử nếu hỏi chuỗi khai triển thì khai triển này trả lời câu hỏi đó là gì? Khai triển của T theo các hàm cơ sở căn cho một và hai là họ ra mũ theo t đây đó, cái khai triển này thường đặt tên là x mũ này bằng x1 nhân nhà thường gì nhỉ, còn cái hoa này cặp lốc à, x1 cộng x2 nhân f2 bằng thay số vào 7 nhân với 0,5 là bằng 7 phần 2. 7 phần 2 đúng không? Cộng với x2 là 4 phần 3. 4 phần 3 t. Đó. Tức là trên cái khoảng theo các hàm cơ sở trên trên đoạn ở trên đoạn thì đúng. Trên đoạn 0 1 là đấy. Tức là tôi đã xấp xỉ một cái hàm bậc 2 bằng một cái hàm bậc nhất như này, để tôi thử vẽ cho các anh xem nó có thật sự là bám không nhé. Để chưa thì tôi vẽ thế nào.
cái hàm này là hàm gốc bằng 2x10 cộng 5 cộng 1. Chỉ đơn giản hơn. Đấy, nó chỉ là bậc nhất thôi. Xử lý nó sẽ tính toán với cả cái hàm này nó sẽ xuống xuống hơn là với cái hàm bậc 2 kia. Mà kết quả vẫn gần đúng. Không đến 1. Thôi, vẽ hẳn từ trừ 1 đến 1 đi. 1.2 đây. Đây là cái hàm gốc này. Thì phải là dần. Yeah, 5x cộng 2x bình cộng 1 đây đúng không? Đây là 2 bình cộng 5x cộng 1 đây. Hàm gốc trong khoảng từ 0 đến 1. À thì phải thêm. Thì phải put on. Put on. Đấy, bật cái lưới lên. Nhớ là chúng ta chỉ quan tâm trong khoảng từ 0 đến 1 đấy nhá. Không đến mẹ thì không đến một đến hai à chưa một đến hai rồi. Nó lại đang sẽ trùng dọc à? Chỉ 1 đến 2 từ về vẽ vẽ thằng là trùng 1 đến 2 đâu mà đang ngang thì được quá. Đây, đúng rồi. Bật lưới lên này. Và bây giờ chúng ta cần xấp xỉ cho trong cái đoạn từ 0 đến 1 nhá. Còn bên ngoài không có được con cân bằng. Thì tôi vẽ cái hàm thứ hai này. Con này là chuyển cũng cho khoảng đấy nhá, vẽ lại. Thì này không có cứ thôi nhỉ. 7 phần 2 cộng 4 phần 3 x 1, từ 0 đến 1 sao nó lại cho cái này một định vẽ bị sai 2 x bình cộng 5 x cộng 1 7 phần 2 cộng 3 x. Đúng. Không đúng một này mình sai
lệch nhiều vậy. Tiếng Anh này nghĩ là nó có phải bám sát 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 từ đây lên đây nhỉ? À, x1 là 4 phần 3 cơ mà nhỉ? Đó, 4 phần 3 phải là đằng trước. X1 là F1 mà. 4 phần 3 đằng trước, 7 đằng sau. 4 phần 3 nhân 0,5 thì sẽ được là 4 phần 6. Không, 1 phần 3 nhân 0,5 bằng 2 phần 3. Đấy. Thằng nào nó lại xiên một hạch như thế. 2 phần 3. Còn đằng sau là 7. Thế này nhé. Phần ba này, 7 tích này, đấy, anh xem, đấy, nó phải thế này, rất là gần nhau, chắc, cái hàm gốc của chúng ta là cái đường màu xanh này, bậc hai này, cái này dần lên, đấy. Đó, cái hàm gốc này, đường màu xanh là cái đường bậc hai này. Còn cái hàm mà chúng ta khai triển, chúng ta khai triển hàm gốc ra xem hàm nhất là cái đường này. Đó, rất là gần. Nhớ là cái việc gần nhau này nó chỉ đúng trên cái khoảng mà chúng ta khai triển 0 đến 1. Còn nếu mà vẽ dài ra nữa thì nó không còn gần nhau nữa. Để chúng ta vẽ từ trừ 1 cho đến 2 này. Trừ 1 cho đến 2 này. Đấy. Không, anh thấy ngoài khoảng cái triển ra là phát là cách xa nhau ngay, cách xa ngay ngoài cái một này ra phát là bắt đầu xa nhau ngay. Rồi, nằm ngoài phát là xa ngay, đúng cho mỗi khoảng này thôi. Còn muốn nằm ngoài mà vẫn gần thì lại phải giải lại bài toán tối ưu. Khoảng 0 đến 1 à, thì chỉ sẽ rất gần nhau. Để phóng to lên cho anh thấy này. Nếu mà thay đổi phát nhá thì hoặc là có thể nó đi về phía này, hoặc là có thể đi về phía này. Đúng không? Cái đường mà chúng ta khai triển ra ấy. Cái đường khai triển nếu mà đi lên thì làm cho khoảng cách phía này ít đi. Hai đầu ít đi, nhưng khoảng cách ở giữa lại tăng lên. Cho nên là lấy bình phương lên để tích phân thì nó sẽ tăng lên. Hoặc là nếu di chuyển về phía dưới thì làm cho khoảng cách ở giữa thì nó ít đi, nhưng hai đầu nó lại tăng lên. Và khi bình phương lên rồi tích phân cũng lại tăng lên. Đó, kiểu gì kiểu nhá. Cái đường của chúng ta nó sẽ phải xuyên qua cái đồ thị của cái hàm góc ấy, đồ thị để xuyên qua đồ thị nào khác nhau. Legend này lên cho anh thấy. Đó, hai bên cộng 50 cộng 1.
đô thị của Hàm Rốc và Hai Triệu và Hàm gì nhỉ? Hàm Sấp Xỉ như trên hình. Đấy, Hàm Rốc Thái Bình đâu đấy. À, khóa nhau không hiểu là tại sao lại phải giải hệ phương trình này không? Quái nhau không biết là tại sao lại phải giải hệ phương trình nhỉ? Hoặc là quái nhau biết tại sao là thì nói xem có hiểu không? Tại sao lại phải giải cái hệ giải cái hệ phương trình nhỉ? Bài này có ai chưa rõ không? Rồi, chúng ta học tiếp thôi. Mọi thứ đều đã rõ. Chúng ta học sang chương tiếp theo, chương 6, phân tích hệ thống liên tục trong nguyên tần số. Tắt cái này đi xem nào. Phân tích hệ thống liên tục trong nguyên tần số. Cái cơ sở. Thì chương 4 là chúng ta đã phân tích trong nguyên thời gian của hệ thống liên tục tuyến tính dương, thì chương này cũng thế nhá, chương này cũng là hệ thống liên tục này, tuyến tính này, dừng này, nó cũng như đó. Người ta đã chương 4 thì ta đã biết được dạng sóng của tín hiệu ra ứng với dạng sóng của tín hiệu vào bằng cách nào? Làm thế nào cho tín hiệu vào tìm tín hiệu ra bằng cách nào? Trả lại tí sẽ có không nhớ ông đã đổ thói khoai hết. Vũ Nam nào, Vũ Nam em nè, bằng cách nào, cách nào vậy? Rồi lại được không? Cái này không học à? Em chưa nghe rồi. Đây, người ta nói là chương 4 chúng ta đã biết được dạng sóng của tín hiệu ra ứng với dạng sóng của tín hiệu vào. Thế thì biết được bằng cách nào? Cái phân tích bằng cái nào để biết được?
Có anh nào biết không? Anh nào mà biết được? Chú các bạn toàn học trước quên sau chả nhớ cái gì. Một cái nào, một hệ thống thì đã có phương trình mô tả rồi, biết phương trình đầu vào, giải phương trình vi phân, ra phương trình đầu ra, hoặc là tích chập với đa bương xung ra được giải sóng đầu ra thế thôi. Không thể hiểu gì cả. Nếu như tuy nhiên nhiều khi thằng muốn biết phân bố năng lượng trong tần số của tín hiệu ra của hệ thống, tức là muốn xem là trong tín hiệu ra này có bao nhiêu phần trăm năng lượng nằm ở phần tần số nào, bao nhiêu phần trăm năng lượng nằm ở tần số nào. Chả như thế nhé, ví dụ như tai người thì nghe rất tốt đối với những tần số cao, này kém đối với tần số thấp. Được chưa? Nên nó do cái đặc tính sinh lý tai người này. Những người nói nhỏ nhưng mà giọng cao ấy, thì vẫn nghe rõ. Đấy, nhưng mà người nói to và giọng trầm thì không nghe rõ. Thế thì rõ ràng là ta muốn biết cái âm thanh mà muốn nghe tốt hay không để xem là phân bố tần số của nó nằm ở phần cao hay không. Nếu nó chưa cao, nào nào cho nó cao lên đó, thì con người sẽ nghe rõ. Đấy, thông tin những người mà tin ấy, thì thường là đọc cái giọng cao, trừ khi đọc tin buồn, tin buồn còn hầu như các thành viên đều đọc cao ấy. Giọng cao chính là cái phổ ấy, phổ của tín hiệu ra của cái loa ấy, cùng tần số cao. Ví dụ này, hai trạm phát sóng radio cạnh nhau cần thiết kế sao cho phổ của tín hiệu phát đi không bị chồng chéo lên nhau, để cho các trạm không bị ảnh hưởng bởi nhiễu của trạm khác. Tức là một đài nào đó ở cái làng bên cạnh nghe nó thu cả sóng của hai cái trạm này, thì khi mà nó khuếch đại cái vùng tần số ứng với cái trạm thứ nhất thì nó cũng không khuếch đại được cái trạm hai. Đó, tại vì nó khi khuếch đại là khuếch đại ở một cái vùng tải tần số đó đó, mà thì nghe được cái đài thứ nhất thì đài thứ hai bị xịt, còn nghe được đài thứ hai đài thứ nhất bị xịt, không thì nó hai đài cùng khỏe ngưỡng vào nhau thì chết, lại chẳng nghe gì mặc dù cả hai đài cùng cùng nghe rõ, nhưng mà bởi vì lại cùng rõ lại cùng nhau lại thành ra là lẫn vào nhau chẳng nghe thấy gì. Nên là cần phải thiết kế tần số tín hiệu phát đi của chúng không bị chồng chéo lên nhau. Ở Hà Nội này, như trước tôi đi trên đường thấy có cái cục cục tôi nói to nhé, cục quản lý tần số, cục quản lý tần số đâu đâu trên đường Chí Thanh hay là đường Trần Duy Hưng gì đấy, cục quản lý tần số đó, quản lý xem thằng nào phát đài ra ở cái tần số nào thì được phép, không được phát lẫn vào cái tần số của nhà nước, không được phát lẫn vào tần số của địch. Đấy, quản lý tần số cũng không bị chồng chéo lên nhau. Thế trong chương này thì chúng ta chỉ xét các hệ thống tuyến tính dừng, chúng ta có điều kiện đầu bằng không thì đấy là chỉ chương này. Thế còn chương trình này thì không nhất thiết là chỉ xét cái hệ thống có điều kiện đầu bằng không. Đấy, nhưng trong chương này thì xét hệ thống có điều kiện đầu bằng không để cho nó tính cái ảnh Fourier đầu ra nó dễ hơn. Đấy, mục đích là quan sát được ảnh hưởng của hệ thống đến các đặc tính của tín hiệu, ví dụ là tông tính của hệ thống hàm tín hiệu. Nó chung tôi cứ câu này copy luôn trong cái bản dịch, mà bản dịch nó hơi có vấn đề nên tôi copy ra đây tiếng Việt nó không hay lắm. À, bây giờ đi vào khái niệm đầu tiên, đáp ứng tần số của hệ thống. Đã định nghĩa đáp ứng tần số của một hệ thống tuyến tính bất biến là một hàm trong tần số HF. À, biến số là F, là một số thực chạy từ trừ vô cùng cho đến chạy từ không cho đến dương vô cùng, còn giá trị của hàm
là giá trị của H ấy. Đấy là một số phức trong trường hợp tổng quát phức. Cái như thi có thể gặp phức, có thể gặp thực, nhưng mà trong trường hợp tổng quát nó là số phức. Và cái số phức này nó thỏa mãn cái chương trình sau, đó là phổ của tín hiệu ra, phổ tần của tín hiệu ra bằng hàm HF nhân với phổ tần của tín hiệu vào trong điều kiện với điều kiện đầu bằng không. Phổ tần của đáp ứng ra với đầu của đáp ứng đầu ra với điều kiện đầu bằng không, còn F là phổ tần của tín hiệu vào. Tức là gì? Một hệ thống đang nghỉ, đang đứng yên, đang nghỉ tất cả các tín hiệu bên trong hệ thống bằng không hết. Tôi đưa vào hệ thống đó một cái tín hiệu là XT nào đó, đi đâu ra nó sẽ có một tín hiệu là IT, đúng không? Ví dụ như một quả lắc đang nằm yên, tôi dùng cái lực búng vào quả lắc đấy phát, thế thì sau đó quả lắc nó sẽ dao động, đó thì cái dao động, biên độ của dao động nó sẽ là IT, còn tác động vào của chúng ta XT nó chính là delta T, búng một phát tương đương với cả một cái xung xung delta, hoặc là không chỉ búng một cái mà tôi còn giữ tay vào quả lắc, tôi di chuyển cùng quả lắc, đẩy của quả lắc sang trái rồi lại kéo quả lắc sang phải được sang trái. Thì cái lực đấy, cái lực mà chúng ta, cái lực x lúc này nó sẽ là lực tồn tại lâu, nó không phải tức thời giống như delta mà sẽ tồn tại lâu, và lúc đó tín hiệu ra y sẽ cũng sẽ có một cái dạng khác. Trong trường hợp mà chúng ta búng cái thì sẽ thấy là dao động nhưng mà tắt dần, còn trường hợp mà chúng ta dùng tay đi theo đẩy nó đi rồi kéo nó về, đẩy đi kéo nó về thì IT khả năng là thậm chí nó còn dao động còn mạnh dần. Đấy, được chưa? Hoặc là ít nhất thì dao động cũng không tắt vì cái x của ta đi theo mà. Thì cái IT trong trường hợp đó nó chính là cái điều kiện ra, à cái đầu ra với điều kiện đầu bằng không. Tại vì trước đó tôi đã giả sử bằng không mà, trước đó trạng thái bằng không ấy. Thế sau đó tôi mới tìm ảnh Fourier hay là tìm phổ tần của tín hiệu đầu vào XT đó, tìm được XF, sau đó tìm ảnh ảnh Fourier hay là phổ tần của đáp đầu ra thì được IF, rồi cái hàm HF nào mà thỏa mãn IF bằng HF nhân XF thì nó gọi là đáp ứng tần số của hệ thống. Thế có một cái định lý là đáp ứng tần số của hệ thống là tồn tại khi XF tồn tại, khi và chỉ khi là hệ ổn định Bibo, đầu vào bị chặn, đầu ra bị chặn thì nó sẽ có đáp ứng tần số. Vì sao nhỉ? Đầu vào bị chặn thì nó mới có phổ tần XF, mới thỏa mãn điều kiện Dirichlet để phân tích phổ, để có thể biến đổi Fourier để ra được XF. Mà đầu ra bị chặn IT ấy, y theo thời gian ấy, nó bị chặn thì nó cũng mới có ảnh Fourier của nó là IF, cho nên là khi đó HF nó mới tồn tại, nó tồn tại một số để nhân với một số bị chặn để ra được một số khác bị chặn, và số đó sẽ tính bởi gì? Y chia x, HF sẽ tính bởi y chia x, là cách tìm đáp ứng tần số. Nếu mà chúng ta biết đáp ứng tần số của hệ thống này, phổ tần của tín hiệu vào thì ta có thể tính đáp ứng đầu ra. À, đây là cách tính đáp ứng tần số. Nên tìm phối đồ Fourier của tín hiệu vào thì tìm phổ tần của tín hiệu vào này, tức là tìm xf. Sau nhân phổ tần của tín hiệu đầu vào với đáp ứng tần số của hệ thống để tìm được phổ tần tầm đầu ra, tức là lấy xf nhân hf để được if. Tính biến đổi Fourier của đáp ứng tần số đầu ra để tìm đáp ứng đầu ra theo thời gian, tức là từ có IF rồi tôi biến đổi ngược lại ra IT bằng biến đổi Fourier ngược chương trước chúng ta đã học đấy. Nào vừa biết đây. Cách tính đáp ứng tần số. Nếu mà viết thế này thì nó gọi là đáp ứng tần số, tính đáp ứng đầu ra chứ.
là tính IT đấy. Còn chúng ta cả đông dân số nó là HF. Nói về các tính chất của đa phương tần số, về HF nó có tính chất gì? Đây, ta có là IF bằng HF nhân XF. Mà chúng ta có một cái định lý nói rằng một cái tích thường trong nguyên tần số thì tương đương với một cái tích chập trong nguyên thời gian. Như vậy là suy ra Y trong nguyên thời gian này bằng tích chập của H trong nguyên thời gian chập với X trong nguyên thời gian. Được chưa? Thế mà ở chương 3 hay là chương 4 thì đấy chúng ta đã có là gì? Y thì lại bằng chập của đầu vào với đáp ứng sung. Thế như vậy là HT này chính là đáp ứng sung, đúng không? Rồi X chập với H ở đây nhá, thì được Y nhá. Tôi nói chương 3 người ta nói rằng X thì chập với đáp ứng sung thì được Y. Thế suy ra là HT này chính là đáp ứng sung nhá. Đúng vậy. Đáp ứng tần số của hệ thống chính là biến đổi Fourier của đáp ứng sung của hệ thống. Tưởng ai xa lạ nhưng hóa ra chính là đáp ứng sung của biến đổi Fourier. Nghe xong. Được. Và tính được đầu ra này, tính được IF thì sẽ bằng đáp ứng sung bởi vì nó bằng HF nhân XF mà. Cho nên về biên độ thì biên độ của Y bằng biên độ của H nhân biên độ của X. Ồ, đây thiếu một cái dấu của đúng không? Tích hai số phức mà. Tích hai số phức thì sẽ được tích của hai số phức thì sẽ có độ lớn bằng tích của hai độ lớn. Còn tích hai số phức thì sẽ có góc bằng tổng của hai góc của hai thừa số. Đây chẳng qua là tính chất của số phức thôi. Hoặc là viết ra dạng nhìn cho nó nguy hiểm đây. Nó sẽ viết người ta viết dưới dạng một cái số phức. Đây là độ lớn này, bằng tích hai độ lớn này. Rồi góc này. Một cái số phức mà có góc là HF cộng XF thì tương đương với là gì, nhân với em di góc. Cái này nó là về số phức thôi. Còn anh nào mà không học được số phức, không biết cái gì số phức gì, tôi khẳng định luôn là chiều này là không học được. Để mình học lại số phức chưa. Nhưng tóm lại là gì, đáp ứng tần số chính là ảnh Fourier của đáp ứng sung. Và sau khi có được đáp ứng tần số rồi thì tính được đầu ra, vì đầu ra là tích mà, thì sẽ tính được biên độ đầu ra. Biên độ đầu ra chính là phổ tần đầu ra chứ còn sao. Phổ tần, phổ biên độ, phổ biên độ của đầu ra. Thôi cái này là phổ gì? Phổ pha đấy, tính góc của đầu ra mà. Tính góc của đầu ra theo tần số thì chính là phổ pha của đầu ra. Còn đây là tính độ lớn của đầu ra theo tần số thì đây chính là phổ biên của đầu ra. Được chưa? Đây, ví dụ về đáp ứng tần số, giả sử một cái hệ thống nào đó, hệ thống này khả năng là không có thực, hệ thống không có thực, giả sử cho vui tính cho nó dễ, hệ thống thực thì đáp ứng khi nào là khó. Giả sử rồi, giả sử đáp ứng tần số đây, của hệ thống có đáp ứng tần số là một cái hàm tam giác, hàm tam giác có độ rộng là 10, chiều cao là 1, chiều cao là 1 thì nó viết ở đây là 1, độ rộng là 10 và tâm tại 0, f trừ 0 chia 5, tức là cái đáy của nó bằng bằng 10, 2 lần 5, sẽ như thế nào? HF là một số gì? Số thực. HF là một số thực, không phải số phức. Cho nên là nếu có đầu vào như thế này, nếu có đầu vào là XT bằng hai cái hàm cốt mà không có góc pha hay là góc pha bằng 0, thì đầu ra tôi cũng đoán ngay chính là hai cái cốt đó. Nó cốt T này, đệm cốt 4 này, cốt 6 này, đệm cốt 6 và không có lệch pha. Bởi vì sao? Cái này nó có tạo ra độ lệch pha nào đâu. Đây là nhân với một số thực. Số thực thì không có góc nhưng không tạo ra độ lệch pha. Cho nên này, này không có độ lệch pha này, không có độ lệch pha. Còn về biên của đầu ra. Đấy, biên của đầu ra ta nói gì? Biên của đầu ra thì bằng tích của đáp ứng tần số nhân với độ lớn của đáp ứng tần số nhân với của
độ lớn của đầu vào. Đây ta có nếu với cái thành phần tần số bằng 3 bằng mấy đấy nhỉ? Tần số bằng 2 thì biên độ của nó bằng 3. Thì tần số bằng 2 chúng ta soi ra tần số bằng 2 nó đang ở đâu? Ở đây bằng 2 đây. Thì đáp ứng HF có độ lớn nó bằng 0,5. Nó bao nhiêu nhỉ? Phải chưa? Mà chưa biết hỏi nhiều. 0,6 chứ. Thế nó đi từ 1 này về 0 trong khoảng từ 0 cho đến 6. Như vậy chỗ này nó khoảng là 0,6, 2/3 thì đúng không? Tam tam giác. Tam giác được. Nó đồng dạng này. Chỗ này này. Đấy không? Bây giờ đây là 1 nhá. Đây là 0. Đây là 0, đây là đây là đến 5 thôi chứ. Như vậy là từ 0 đến 5 thì nó giảm từ 1 cho đến 0. Nên tại 2. Tại 2 nó sẽ bằng là 1,5 đúng không? Tại sao 1,5 mà nhân với 3 thì nó ra nào? 1,5 mà nhân 3 thì nó ra là 1,5 nhỉ? Ôi, 1,5 tính lại là con này mà không tính được cái điểm này này cao độ nó bằng bao nhiêu hai phần năm nhân độ rộng bằng 2/5 nhân với cái này 1 thì được cái phần trên này nên nó sẽ là 1 trừ đi 2/5 nhân 1 3/5 3/5 và như vậy là h tại 2 thì 3/5 cho nên là nhân với biên tại 2 là 3 thì sẽ được biên tại 2 là 1,8 đúng không? 3/5 là 0,6 và 0,6 nhân với 13 là 1,8 đúng không? Thế còn HF tại vị trí 3 đây 3 thì độ cao của nó là gì? 3/5 1 trừ đi 3/5 tức là 2/5 nhá. Độ cao của HF tại đây là 2/5 thì đem nhân với x nhân với biên độ của cái tần số ứng với tần số 3 ấy. Đây như vậy là 4 3/5 nhân với 4 đó 2/5 nhân với 4 thì được cao đấy nhá, 0,4 nhân 4 được 1,6 rồi 1,6 có thể nhẩm nhanh được cái điều đó, nhẩm rất nhanh được cái điều đó. Còn trong xử lý tín hiệu đến với kỹ đến thời điểm này thì chúng ta viết kiểu gì cho nó nguy hiểm, tỏ ra nguy hiểm như nhỉ? Chúng ta viết đơn giản quá thì người ta phải tỏ chẳng có gì đáng khen. Tỏ ra nguy hiểm bằng cách là gì? Biến đổi xt sang miền tần số, yeah, đây là gọi là phổ tần của đầu vào. Cha bà sẽ thấy là ba cốt thì sẽ thành tách thành hai nửa, và cha bà sẽ được là phổ hai phía đấy, để thành hai nửa, một nửa phía bên trái này đứng với tần số là bằng 2 thì sẽ có biên độ là 1,5. Bảng nào bảng cái bảng nào đây đây rồi bảng này dòng 12 đây theta bằng 0 đây nhá cos 2 pi ft cộng 0 1/2 cái này không có gì cả 1 nhân delta của f f0 trong 1/2 delta của f cộng f0 chưa. Đây thì delta của f trừ f0 bằng 2 mà. Delta của f cộng f0 đây. 4 thì bổ đôi ra 2. Còn delta của f trừ 3 cái tần số bằng 3 mà. Delta f cộng 3. Sau đó mới tính được phổ tần đầu ra thì bằng phổ tần đầu vào nhân với đáp ứng tần số mà.
df nhân bằng 20 thế này, đúng không? Thì ta nhắc lại, nhắc lại một phép tính từ vì h, từ vì cái x này, nó có dạng các cái sum. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại là sum mà nhân với h, sum mà nhân với một hàm thì ra cái gì? Nhân một cái hàm y nào đó nhân với sum thì sẽ bằng giá trị của hàm y tại cái điểm mà sum đó khác không, rồi đem nhân với sum nền tảng. Được chưa? Tại vì sao? Bây giờ giá trị của cái này nó sẽ chỉ khác không tại vị trí mà cái này khác không thôi, đúng không? Mà cái này khác không chỉ khi là gì? Delta tại 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 t0 thôi nhá. Như vậy là cái phép nhân nó chỉ tồn tại tại điểm t0, mà tại điểm t0 thì y chỉ bằng y t0 nhá. Đem nhân vào đây, a delta tại t0 là delta t chỉ t0. Còn nếu không nhân cái này ấy, thì lại là sai. Giờ nếu mà không nhân với cả cái delta này thì sẽ được cái hằng số a nhân y t0 kéo dài mãi 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 mãi. Thì không phải, tại vì thực ra cái tích này nó chỉ tồn tại một điểm thôi. Nó muốn thể hiện rằng nó chỉ tồn tại một điểm nhân với hằng delta. Đó. Nhắc lại điều này, thì áp dụng công thức này cho cái tích phía trên này. Nhá, cái tích phía trên này thực ra là nó có bốn cái tích kia chứ. Thì bên trong nó có bốn hàm delta mà. Tổng của cái delta mà. Tôi cho lần được cái delta này nhân với h. Thì cái thằng đầu tiên, cái thằng đầu tiên 1,5 delta f trừ 2 này nhân với h thì sẽ bằng gì? Giá trị của hàm h tại điểm 2. Tại tại điểm 2, đây là t trừ t0 thì là giá trị của hàm y tại điểm t0. Thì f trừ 2 thì sẽ giá trị của hàm h tại điểm 2. Rồi nhân với cả cái hệ số bên ngoài, gọi là 1,5 giữ nguyên này. Rồi nhân với giá trị của h tại 2 này. Rồi nhân với cái delta, chính là cái delta bằng này, chính là delta này. Phải tương tự thế tại điểm tức là điểm trừ 2 đúng không? Thì nhân với h tại điểm trừ 2, rồi tại điểm 3 thì nhân với h tại điểm 3, nhân trừ 3 đây, lần lượt như thế, lần lượt như thế. Thì nhân vào thì H2 có biết không? Đây H2 lắp vào đây, H2 có cao độ ở đây bằng 0,7 chúng ta vừa tính ấy nhỉ? 1,6 đúng không? 6 0,6 nhân với 1,5 thì được 0,9. Trong cái này thế 0,6 nốt H-2 cũng là 0,6. 1,5 cũng là 0,9. Còn với H3 thì bằng 0,4. H3 thì bằng 0,4 nhân với 2 thì được 0,8. Đây H-3 thấy H-3 này được xứng sang thì 0,4 nhân với 2 thì 0,8. Đây chính là phổ của đầu ra. Sau khi nhân vào phổ đầu ra và bây giờ tìm y theo thời gian, khi đã biết được y theo tần số thì lại giờ cái bảng này ra tiếp, cũng chính là cái này luôn nhá. Cái phần delta trừ này rồi cộng phần delta cộng này thì sẽ ra cốt. Thế thì dịch ngược lại đây, 0,9 bỏ 0,9 ra ngoài là phần delta trừ này, delta cộng thành một lần cốt, đúng không? 0,8 bỏ ra ngoài, delta trừ delta cộng thì lại ra cốt nữa. Cũng nhìn cái làm như này rất nguy hiểm, nhìn có vẻ rất nguy hiểm nhưng mà thực ra tính rất nhanh, tính rất nhanh, chỉ phải tính giá trị của cái hàm h, cái hàm h đem nhân vào cái biên độ của cốt này, biên độ cốt xong. Có ai có gì không hiểu không? Anh nắm lại cái ví dụ này một tí đi cho nó hiểu cặn kẽ đi. Thì tôi sẽ hỏi một số câu mở rộng từ cái ví dụ này.
Alo. Alo alo. Cái bài này các anh có gì thắc mắc không? Rồi. Coi như là biết hết nha. Bây giờ tôi sẽ thay đổi một chút. Đặt phone lên này. Đây, là từng năm tôi tìm được. Rồi. Bây giờ nếu mà đầu vào tôi thay đổi một chút. Trừ 0,3 này. Cộng 0,4 thì sao? À, nếu đồ vào này thì đầu ra sẽ như thế nào? À, được anh hiểu, được anh tính được anh. Như thế nào? Đấy, chẳng may đi khi hỏi thế bạn. Ừ, làm thế nào? Thì kết quả tóm ngay được bằng cách là gì, lấy cái kết quả cũ thì tôi cũng bớt đi 0,3 ở cái góc pha này thôi nhá, chính là cái kết quả cũ này thôi. Chỗ kia trừ 0,3 thì tôi chọn trừ 0,3, bởi vì hệ thống là tuyến tính và bất biến mà, bất biến cho nên là chỗ này trễ 0,3 thì chỗ kia cũng là trễ 0,3 và cộng hồi cũng để viết nhanh được như vậy. Bỏ qua tất cả cái thằng giữa này để ra được cái này. Nhưng mà đi thi mà nó viết ra thế này thì phải nhìn không nguy hiểm. Đôi khi cái việc đơn giản người ta nói là gì, làm cho nó phức tạp thì tỏ ra nguy hiểm. Cũng việc rất đơn giản. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ thể hiện cái sự nguy hiểm. Chỗ nào? Đây, chỗ này. XF bằng không phải 1,5 này nữa mà là gì, anh sửa sửa lại phổ tần đầu vào là gì, sửa đi, đây là suy ra đây nhá. Nào, về cái phần tần số 2 này thì gì, nhân thêm e mũ j theta. Theta theta đây là trừ 0,3, rồi là em cũng trừ 0,3. Trừ 0,3 còn đúng công thức đó, em mũ j theta d của f trừ theta, đúng không? Chúng nghi ngờ thì lại check lại cái bảng này, bảng này chúng ta đi thi chúng ta được dùng mà. Đây nhá, e mũ j theta này f trừ đi f cộng ngoài dấu cộng của theta thì dấu trừ của f không, đúng, dấu trừ của theta là cộng f không, hai cái ngược số với nhau thì ở đây nó như thế nhá, dấu trừ của f thì phải là dấu cộng của theta mà theta lại là âm mà, nên trừ 0,3 thêm 1 ở đây. Cái này ở đây nữa, cái đây là cộng cộng không biết gì cả, cái này thêm vào đây là 0,4 dấu cộng 0,4 dấu trừ. Yeah, thì lúc này là chúng ta được cái này là phổ tần của đầu vào. Đấy, thì có phổ đầu ra vẫn thế này. Xong lại nhắc lại vẫn thế này, không cần phải chắc lại. Nên tính được thì F lúc này sẽ bằng gì?
1,5. 1,5 nhớ là nhân với gì? Cái e mũ j kia thì giữ nguyên thôi. E mũ trừ j 0,3 đúng không? Gì cả. Nhân vào đây vẫn là e mũ trừ thôi. E mũ cộng 0,3. Thế còn cái phần dưới này thì lại nhân thêm e mũ j để trừ, cho nên là sẽ là dấu cộng của theta là nhân 0,4. Còn cái này là dấu trừ, cho nên là ở đây là dấu cộng, cái này là dấu trừ ở đây, trừ 0,4. Chưa? Đấy, như vậy đến như vậy bước này chúng ta đã viết xong phổ tần của tín hiệu ra. Nó cộng chúng lại với nhau. Nào, cộng chúng lại với nhau thì ra cái gì? Cộng chúng lại với nhau ra cái gì? Thay nhỉ? Thay S2 vào đúng không? Thay S2 vào thì sẽ được là 0,9 lại nhân thêm E mũ gì? Trừ 0,3. À, trừ cho ra ngoài đi. Được chưa? Trong 0,9 đây là gì? E mũ cộng J 0,8 E mũ J 0,4. Chứ không là thay tất cả số vào đây là chúng ta từ H thì vẫn xoay vào đây thế hàm H tại các tần số được phổ tần của đầu ra. Cái từ phổ tần này mới suy ra là gọi là tín hiệu trên bề thời gian, biểu diễn trên bề thời gian của tín hiệu ra đúng không, là xoay ngược lại cái bảng này thôi. Được chưa? Lúc này chúng ta có cái bên này rồi, E mũ j delta, E mũ trừ j delta thì ra cái cốt cộng theta, cho nên ta có là E mũ j nhá, E mũ j theta delta này, E mũ j thì cộng lại, thì cộng lại với nhau sẽ ra 1,8. Đó thì viết như thế này nhìn nó hơi nguy hiểm, thể hiện có biến đổi xuôi, biến đổi ngược Fourier, áp dụng định lý biến đổi. Còn để tìm ra được kết quả này thì rất nhanh, thay h vào đây bằng bao nhiêu đang nhân 3 xong giữ nguyên cái phần sau, thay h vào tần số 3 xem được bao nhiêu đang nhân lấy 4 xong giữ nguyên cái phần sau. Được chưa, em đã hiểu hiểu vấn đề chưa? Cách viết để thể hiện sự nguy hiểm. Có ai thắc mắc gì không nhỉ? Đấy, các anh chả chịu học này, đến lúc thi tôi thì có lẽ tôi phải lo cái chuyện anh thi này thôi, kiểu gì thi được này. Nào bây giờ lại có một cái dạng mở rộng khác, lúc này đáp ứng tần số nó không tròi này, bởi HF tôi cho là số phức đi, đây đang là số thực mà, một chia cho một cộng hai j f hai p đi, hai g p, hai g p f j, chúng ta phải bỏ j ra trước. Đấy, bây giờ h cho kiểu này, hệ thống có thể không tồn tại, có thể là không tồn tại trong thực tế,
Nhưng mà đấy tôi cứ giả sử tôi cứ cho như thế đây, làm gì nhau. Đó. Mọi việc vẫn đổ vào như vừa nãy. Vẫn đổ vào như vừa nãy. Thì chúng ta làm thế nào? Thế thì lúc này cái giá trị H ở đây này, cái H ở đây này, nó là số phức. Mà số phức thì sẽ tương đương với gì? Một số phức thì nó sẽ tương đương với cái một số thực nhân với cả e mũ. À, mà cái số thực của nhân với e mũ đi lại có thể biến đổi thành cái gì nhỉ? Thành cốt với sin. Nó là biến đổi thành cốt và sin được. Nào, bây giờ viết nhá. Cái này vẫn viết nguyên này vẫn đúng này, cái này vẫn đúng này. Chính xác, ổ của đầu vào thì vẫn thế mà, có ảnh hưởng gì đến cái HM ở đâu. Ổ đầu ra vẫn đúng này, vẫn đúng này. Chỗ này thay đổi H2 vẫn đúng, vẫn đúng, vẫn đúng, vẫn đúng ấy. Chỉ có đến đây thay nhá, một cái đáp nhân H2, H2 bằng bao nhiêu? Thay 2 vào đây. Nào, thay 2 ở đây, H2 bằng bao nhiêu? Nào, với H2 bằng bao nhiêu? Mà còn không biết H2 bằng bao nhiêu thì thôi, anh xứng đáng không phải. Thì bằng 1 trên 1 cộng 4 bi gì ạ? Nhưng mà nó bằng bao nhiêu? Thay được nó ra chứ thì mình nhân được vào đây chứ. Đó, hai bằng bao nhiêu? Đó, bấm các anh đã xuất phát điểm thì kém lại còn thêm cái tính đổi học cho nên là đi học lại mãi vẫn chỉ có công số phức này mà các anh còn không biết. Từ đó cái điện thoại là anh mới đổi cái số đó ra dạng cực nhá, từ đó sao nào đúng nha, đúng rồi. À, tôi còn nhớ là có một cái máy Vinacal đây rồi. Anh ơi, tính H2 này, một chia cho 1 cộng với 2 ở đây là 4 pi nhân gì? 4 pi. Rồi nha. Pi chỗ nào nhỉ? Nhân với cái chết đổi sang complex. 1 chia cho 4 chia pi. Ngoài một chia cho này 1 cộng 4 pi nhân gì gì đâu nha, thì đây đó. Đúng, nhớ để mất complex nhưng complex cho 2 nhá. 1 để chia cho 1 cộng 4 pi nhân với gì? Ờ, à, đẹp rồi. Đấy, bằng cái số này thì anh phải đổi sang cái dạng thì mới biết là độ lớn nó bằng bao nhiêu và góc pha nó bằng bao nhiêu. Khi đem nhân với cả cái số này thì mới biết là độ lớn mới bằng bao nhiêu và góc pha mới bằng bao nhiêu chứ. Còn để dưới dạng này thì cũng không làm được. Nào, chuyển sang dạng cực ở chỗ nào nhỉ? Chuyển sang dạng cực nó có cái pole này đó. Pole. Không được. Chuyển sang. Và là nó bằng 0,08 là 0,08 góc góc 85 độ, góc trừ 85 độ. Đấy, thay thay vào đây.
đổi là 1,5 này. 1,5 nhân với 0,08 góc trừ 85 độ là E mũ trừ J nhân với 85 độ. 85 độ đổi sang radian đi. Nha. Rồi, tạm thời cái 85 độ đã. Tí nữa đổi sau. Đấy, vấn đề là cái thằng tại vị trí số 2. Tại vị trí trừ 2. Thay trừ 2 vào. Trừ 2 vào đây. Bước nhỉ. Mà nút back mà nó không sửa cái tính à. Được. À, 1 chia cho 1 trừ 4 BZ bằng sau lại đổi sang dạng cực này. Kết quả nó vẫn là 0,79 góc dương 85. Chính là thằng này luôn. Cái góc dương. Chỗ này là 1,5 nhé, 1,5 là ban đầu của nó đấy. 1,5 10,9 góc dương 85. Nào bên đến tại điểm bằng 3 cộng trừ 3, các anh cũng làm như thế nhá. Cộng trừ 3 các anh làm như thế ra cùng lại. Nhớ là phải đổi cái này sang sang radian nhé. Sau đó các anh lại soi vào cái bảng này. Soi vào cái bảng này thôi. Bảng luôn. Vâng đi ạ. Đúng, cái hàm cốt đây đây nhá, cái hàm cốt đây nhá. Ta soi này, ta có này, bia cá nhân vào đây. Nhân vào đây sẽ được hai cái giống nhau đúng không? 1,5 nhân 0,08, 1,5 nhân 0,08 bao nhiêu đấy. Thì được hai cái giống nhau, xong là cũng lấy E mũ trừ này. Con này không âm nhá, nhưng mà là E mũ J theta delta trừ. Xong là E mũ trừ J theta delta cộng. Thế thì ghép lại thì cũng là cái hàm cốt. Sau đó có thêm góc theta. Được chưa? Như vậy, tóm lại, kết quả nó sẽ được là cái độ lớn này, 1,5 nhân với 1,5 là 3, 3 nhân 0,08. Vậy tôi xét riêng cái phần tần số 2 nhá. Chỗ này nó sẽ là 3 nhân 0,08 này. 3 thế nhỉ? Cộng 0,24 yeah. Nhân với cốt này trừ đi 85 độ yeah. Trừ 85 độ yeah. Thế là bây giờ tôi tính riêng cái phần 2 thì được cái này. Cái phần 3 các anh tương tự nhá. Cái phần tần số 3 anh làm tương tự thế. Cũng lắp tần số 3 vào đây. Rồi tần số trừ 3 vào đây. Thì cũng được cái số phức nó có phần thực. À, có cái phần độ lớn và phần góc pha, xong rồi cũng ghép độ lớn vào đây, góc pha vào đây, rồi ghép vào vị trí này, nhân lại với nhau, chưa? Thì cũng được sẽ được một con số nào đó ở đây, rồi cũng được một góc pha nào đó bỏ ra đằng sau. Đấy, thì đây là cách làm cho nó nguy hiểm, đây còn cách làm mà đơn giản sẽ ra được số bằng bao nhiêu, đem nhân với cả cái a đằng trước với ba này. Thì sẽ biết được cái biên độ mới. Xong rồi cái góc pha của cái H này cộng thêm góc pha ở đây thì sẽ ra được góc pha mới. Thế xong. Được chưa? À, cái ví dụ này tôi dừng à. Chẳng qua cách viết trong hình tần số nó hơi dài dòng.
Vấn đề rất đơn giản. Nó chỉ là tăng giảm bao nhiêu lần để biên độ. Hello. Thế ơi, cho em hỏi ngoài lề một tí được không ạ? Là cái gì? Mình có buổi nào là sẽ kiểu ôn tập nhắc lại mấy cái bài tập của chương trước không thầy? Chứ em sợ em học mấy chương này mình chưa nhớ lại không nhớ kỹ lắm. Anh ấy hỏi cô buồn cười, thế chúng ta vừa làm cái bài tập gì đấy, vừa làm bài tập trường Ý trước là đây còn gì. kiểu ôn tập bài kiểm tra để biết là đi thi nó có cho form form như nào vậy ạ? Dạ, anh thích đi thi thì để hè anh học lại lần nữa nha. Đây, học như thế thôi, cứ học như tôi dạy là đảm bảo đi thi 10 hết. Nhưng mà phải bám theo được những gì tôi dạy. Thì muốn bám theo được thì có gì không hiểu thì hỏi ngay. Nha, đó. Những bài tôi chữa nó còn khó hơn cả đi thi đấy. Khó hơn tí. Đấy, trong quá trình học thì có gì không hiểu như vậy. Thế thì cái bài vừa xong rồi anh có hiểu không? Bài thi nó cũng có cái bài gần như thế này, gần giống như thế này. Nó dễ hơn tí.